Xin chào tất cả anh em, chào mừng em quay lại với kênh 24 giờ của em ạ. Hôm nay xin phép em được cập nhật về giá xe cho anh em về toàn bộ các dòng xe của Kia Cerato ạ. Từ phiên bản 2.0 Premium, bản 1.6 Luxury, bản 1.6 Deluxe và bản số sàn ạ. Cũng như em sẽ tính luôn cho anh em về tổng chi phí bánh cho anh em Hà Nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà chiếc xe này là chiếc xe lắp ráp trong nước, tổng lăn bánh giờ đang là bao nhiêu thì em xin phép được giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể để cho anh em có sự chuẩn bị tài chính mình tốt nhất để mình mua chiếc xe này không, hay cần phải mua những bản cao cấp hơn thì em xin phép được đi vào chi tiết cụ thể cho anh em nhé. Đầu tiên em giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Cerato bản Premium với giá niêm yết nó đang là 675 triệu ạ. Nó sẽ là giá tính thuế cho anh em nhé. Vậy thì chiếc xe Kia Cerato bản Premium 2.0 này lăn bánh Hà Nội bây giờ đang là 731 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 706 triệu nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 724 triệu đấy ạ. Còn anh em mà muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để được giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em nhá. Các chi phí mà em đã tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ này, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ. Còn một số các chi phí mà chưa tính vào cho anh em đó chính là bảo hiểm thân vỏ. Bởi vì bảo hiểm thân vỏ nó là sẽ là bảo hiểm tự nguyện, anh em có muốn mua hay không mua thì phụ thuộc vào anh em thôi. Trừ khi mà anh em phải mua trả góp qua ngân hàng mới bắt buộc là phải mua. Ok, tiếp theo em giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Kia Cerato bản Luxury, bản 1.6 Luxury ạ. Với giá niêm yết nó đang là 629 triệu ạ. Nó sẽ là giá tính thuế cho anh em nhé. Vậy thì chiếc xe Kia Cerato bản 1.6 Luxury này lăn bánh Hà Nội bây giờ đang là 682 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 658 triệu nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 676 triệu đấy ạ. Còn anh em nào muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để được giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em nhé. Tại sao lại có sự khác biệt giữa Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh? Đó chính là Hà Nội thuế sẽ là 12%, giảm xuống còn 6% ạ, và biển số là 20 triệu. Còn ở tỉnh thuế sẽ là 10%, giảm xuống còn 5% ạ, và biển số là 2 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thuế sẽ là 10%, giảm xuống còn 5% ạ, và biển số là 20 triệu. Dẫn đến sự khác biệt giữa Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh đó là như vậy đấy ạ. Ok, tiếp theo em giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Kia Cerato bản 1.6 Deluxe với giá niêm yết nó đang là 574 triệu ạ. Nó sẽ là giá tính thuế cho anh em nhé. Còn anh em nào muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em nhé. Vậy thì chiếc xe Kia Cerato bản Deluxe này lăn bánh Hà Nội bây giờ đang là 624 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 600 triệu tròn nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 618 triệu đấy ạ. Em nhớ nhầm sẽ là có 7 tỉnh, thuế sẽ là 12%, giảm xuống còn 6% ạ. Anh em nào trong 7 tỉnh đấy mà muốn được tính toán về chi tiết cụ thể lăn bánh đang là bao nhiêu thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để em sẽ tính toán cho anh em một cách chi tiết cụ thể cho anh em. Ok, tiếp theo cuối cùng em giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Kia Cerato bản số sàn này. Với giá niêm yết nó đang là 534 triệu đấy ạ. Vậy thì chiếc xe Kia Cerato bản số sàn này lăn bánh Hà Nội bây giờ đang là 581 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 558 triệu nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 576 triệu đấy ạ. Đó, đó chính là phần giá xe cho anh em, cho toàn bộ các dòng xe của Kia Cerato. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì anh em hãy bấm like và đăng ký kênh của em nhá, để em sẽ cập nhật về giá xe cho anh em về toàn bộ các dòng xe của Kia cũng như các hãng xe khác nhau như là Toyota, Hyundai, Mazda, VinFast hay là Mitsubishi hay là Nissan, để anh em có sự chuẩn bị tài chính mình tốt nhất, mình mua chiếc xe này không hay cần phải mua những bản cao cấp hơn hay những phiên bản khác cùng phân khúc như vậy. Thì em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.